47. Tương ưng niệm xứ. Sati battana sang ta. 1. Phẩm, phẩm Amba Pali. Amba Pali Vaga. Một La Mã. Kinh Amba Pali. Amba Pali Sutta. 367. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại rừng Amba Pali Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn! Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Có con đường độc nhất. Này các tỷ kheo! Khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt tránh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo chú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vân vân chú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm vân vân chú quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác vân vân chú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Có con đường độc nhất này, này các tỷ kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ đau, chứng đạt tránh lý, chứng ngộ niết bàn. Con đường ấy tức là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói. Hai La Mã Kinh Chánh Niệm Sati Sutta 368 Một thời Thế Tôn ở Vesali tại rừng Amba Pali. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo, vân vân Này các tỷ kheo, tỷ kheo cần phải chú chánh niệm tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo chú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời vân vân quán thọ trên các thọ vân vân quán tâm trên tâm vân vân quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo chánh niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ tỉ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn tới, khi nhìn lui đều tỉnh giác. Khi co cánh tay, duỗi cánh tay đều tỉnh giác. Khi đắp y tăng già lê, khi mang y bát đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nếm đều tỉnh giác. Khi đi tiểu tiện, đại tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ tỉ kheo tỉnh giác. Này các tỷ kheo, tỷ kheo cần phải chú tránh niệm tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Ba La Mã, Kinh Vị Tỳ Kheo, Bi Khu 369. Một thời, Thế Tôn Chú ở savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp Con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần Và như vậy, có thể có những người ngu si thầm cha con Sau khi con nói pháp cho họ Họ nghĩ rằng đi theo con sẽ có lợi ích cho họ Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con thiện thệ hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Chắc chắn con có thể hiểu lời Thế Tôn thuyết. Chắc chắn con có thể trở thành người thừa tự lời Thế Tôn dạy. Vậy này tỉ kheo, ông phải gột sạch cơ bản về các thiện pháp. Và thế nào là cơ bản về các thiện pháp? Chính là giới khéo thanh tịnh và chi kiến tránh trực. Này tỉ kheo, khi nào ông được giới khéo thanh tịnh và chi kiến tránh trực. Này tỷ kheo, ông hãy y cứ trên giới, an chú trên giới, tu tập bốn niệm xứ theo ba cách. Thế nào là bốn? Ở đây, này tỷ kheo, ông hãy chú quán thân trên nội thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy chú quán thân trên ngoại thân, Nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy chú quán thân trên nội ngoại thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy chú quán thọ trên các nội thọ, vân vân. Hay ông hãy chú quán tâm trên các nội tâm, vân vân. Hay ông hãy chú quán pháp trên các nội pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, niếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy chú quán pháp trên các ngoại pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Hay ông hãy chú quán pháp trên các nội ngoại pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này tỷ kheo, khi nào ông y cứ trên giới, an chú trên giới và tu tập bốn niệm xứ theo ba cách như vậy. Khi ấy, này tỷ kheo, hoặc đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình an tịnh, không phóng giật, nhiệt tâm tinh cần không bao lâu đạt được mục đích mà một thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Chính là vô thượng cứu cánh của Phạm Hạnh. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, Phạm Hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-La-Hán nữa. Bốn La Mã Kinh Sa-La la Sala 370 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn chú giữa dân chúng Cô Sa-La Tại một làng Bà La-Môn Tên là Sa-La Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo Vân vân Thế Tôn nói như sau Những tỷ kheo nào này các tỷ kheo, mới tu xuất ra chẳng bao lâu, mới đến trong Pháp và luật này. Những tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, cần phải được khích lệ. sama đa peta ba cần phải được hướng dẫn, cần phải được an chú, tu tập bốn niệm xứ Thế nào là bốn? Hãy đến, này chư hiền, hãy chú, quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh định tĩnh nhất tâm để có chánh trí như thật đối với thân hãy chú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh định tĩnh nhất tâm để có chánh trí như thật đối với các thọ hãy chú quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh định tĩnh nhất tâm để có chánh trí như thật đối với tâm. Hãy chú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm để có chánh trí như thật đối với các pháp. Này các tỷ kheo, có những tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Các vị ấy chú Quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm để liễu chi về thân. Các vị ấy chú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm để liễu chi về thọ. Các vị ấy chú quán tâm trên tâm, vân vân, để liễu chi về tâm các vị ấy chú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh định tĩnh nhất tâm để liễu chi về các pháp này các tỷ kheo những tỷ kheo nào là bậc a la hán các lậu đã tận tu hành thành mãn các việc nên làm đã làm đã đạt cánh nặng xuống đã thành đạt lý tưởng đã tận trừ hữu kiết sử, tránh trí giải thoát. Các vị ấy chú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, ly hệ phược đối với thân. Các vị ấy chú, quán thọ trên các thọ, vân vân. Các vị ấy chú, quán tâm trên tâm, vân vân. Các vị ấy chú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú Với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, ly hệ phược đối với các pháp Này các tỷ kheo Những tỷ kheo nào mới tu, xuất ra chẳng bao lâu Mới đến trong pháp và luật này Những vị ấy Này các tỷ kheo Cần phải được thích lệ Cần phải được hướng dẫn Cần phải được an trú Tu tập bốn niệm xứ này Nam La Mã Kinh Đống Bất Thiện Akusala Rasi Sutta 371 Nhân Duyên ở Savatthi Ở đấy Thế Tôn nói như sau Đống Bất Thiện Này các tỷ kheo Nếu có ai nói là năm triền cái Người ấy nói một cách trơn tránh Toàn bộ Đống Bất Thiện này Này các tỷ kheo Tức là năm triền cái Thế nào là năm dục tham triền cái sân triền cái hôn trầm thụy miên triền cái chạo hối triền cái nghi hoặc triền cái đống bất thiện này này các tỷ kheo nếu có ai nói là năm triền cái người ấy nói một cách trơn tránh toàn bộ đống bất thiện này này các tỷ kheo tức là năm triền cái đống thiện này các tỷ kheo nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách trơn tránh. Toàn bộ đống thiện này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo chú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, tránh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vân vân. Chú quán thọ trên các thọ, vân vân. Chú quán tâm trên tâm, vân vân. Chú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đống thiện này, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách trơn tránh. Toàn bộ đống thiện này, này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Sáu la mã, kinh con chim ưng Sakunagi Sutta 372 Thủa xưa, này các tỷ kheo, một con chim ưng mái thình lình vồ xuống và chụp lấy một con chim cút. Rồi này các tỷ kheo, con chim cút bị con chim ưng mái bắt, than khóc như sau. Như thế này, thật bất hạnh cho tôi, thật thiếu công đức cho tôi, vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình đi vào cảnh giới của người khác nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi trong cảnh giới của cha mẹ tôi thời con chim ưng này không thể hơn tôi nếu phải đánh nhau này chim cút thế nào là chỗ hành xứ của ngươi thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi là vạt đất được lưỡi cày xới lên rồi này các tỷ kheo con chim ưng mái không có siết mạnh sức mạnh của mình Apathada không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút rồi nói: Hãy đi, này chim cút. Sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ không thả ngươi. Rồi này các tỷ kheo, con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày sới lên, leo lên một hòn đất lớn, đứng trên ấy và nói với con chim ưng: Này, hãy đến ta, chim ưng. Này, hãy đến ta. Này chim ưng, rồi này các tỷ kheo, con chim ưng mái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh, thình lình vô lấy con chim cút. Này các tỷ kheo, khi con chim cút biết được con chim ưng này đang vồ mạnh xuống ta, liền nấp sau hòn đất ấy. Này các tỷ kheo, ở đây con chim ưng bị bể ngực cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác. Do vậy, này các tỷ kheo, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác. Thời ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Này các tỷ kheo, chỗ nào không phải hành xứ của tỷ kheo? Chỗ nào là cảnh giới của người khác? Chính là năm dục công đức. Thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Có các tiếng do so tai nhận thức, vân vân Có các hương do mũi nhận thức, vân vân có các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, có các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của tỷ kheo, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình này các tỷ kheo đi đến chỗ hành xứ của mình đến cảnh giới của cha mẹ mình thời ác ma không nắm được cơ hội không nắm được đối tượng và này các tỷ kheo chỗ nào là chỗ hành xứ của tỷ kheo chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ mình chính là bốn niệm xứ thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo chú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Chú quán thọ trên các thọ, vân vân. Chú quán tâm trên tâm, vân vân. Chú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Bảy La Mã, Kinh Con Vượn, Makata Suta 373 Này các tỷ kheo, tại vua Tuyết Sơn có khoảng đất gồ ghề, không bằng phẳng. Chỗ ấy không có các loài vượn, loài người qua lại. Này các tỷ kheo, tại vua Tuyết Sơn có những khoảng đất gồ ghề, không bằng phẳng. Chỗ ấy chỉ có loài vượn qua lại, không có loài người. Tại vua Tuyết Sơn, có những khoảng đất bằng phẳng khả ái tại chỗ ấy có các loài vượn và loài người qua lại tại đấy này các tỷ kheo những người thợ săn đặt các bẫy nhựa lê pa trên những con đường có vượn qua lại để bắt các con vượn ở đây này các tỷ kheo những con vượn nào tánh không ngu si không tham ăn thấy bẫy nhựa ấy liền tránh xa còn con vượn nào tánh ngu si tham ăn thấy bẫy nhựa ấy thò tay nắm lấy và bị dính vào đấy ta sẽ gỡ bàn tay ra nó thò bàn tay thứ hai nắm lấy và bị dính ở đấy ta sẽ gỡ hai tay ra nó giơ chân nắm lấy và bị dính ở đấy ta sẽ gỡ hai bàn tay và bàn chân ra nó giơ bàn chân thứ hai nắm lấy và bị dính ở đấy ta sẽ gỡ cả hai tay và hai chân. Nó dùng miệng ngậm lấy và bị mắc dính ở đấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con vượn bị bắt năm chỗ, liền rên la nằm xuống, rơi vào bất hạnh, rơi vào khổ não, bị người thợ săn muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó trên đống than củi và ra đi theo sở thích của mình cũng vậy này các tỷ kheo là người đi đến chỗ không phải hành xứ của mình chỗ cảnh giới của người khác này các tỷ kheo đi đến chỗ không phải hành xứ của mình chỗ cảnh giới của người khác ác ma nắm được cơ hội ác ma nắm được đối tượng và này các tỷ kheo thế nào là không phải chỗ hành xứ của tỷ kheo chỗ cảnh giới của người khác tức là năm dục công đức thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vân vân. Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây không phải là chỗ hành xứ của tỷ kheo, là chỗ cảnh giới của người khác này các tỷ kheo hãy đi đến chỗ hành xứ của mình chỗ cảnh giới của cha mẹ mình này các tỷ kheo đi đến chỗ hành xứ của mình đến chỗ cảnh giới của cha mẹ mình ác ma không nắm được cơ hội ác ma không nắm được đối tượng và này các tỷ kheo thế nào là hành xứ của tỷ kheo là cảnh giới của cha mẹ mình tức là bốn niệm xứ thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo chú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân. Chú, quán thọ trên các thọ, vân vân. Chú, quán tâm trên tâm, vân vân. Chú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là chỗ hành xứ của tỷ kheo, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Tám La Mã Kinh Người Đầu Bếp Suda Sutta 374 Ví như Này các tỷ kheo một người đầu bếp ngu si không thông minh không khéo léo được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho các đại thần của vua như súp chua đắng cay ngọt vị kiềm khari kehi không phải vị kiềm akari kehi vị mặn không phải vị mặn này các tỷ kheo người đầu bếp ngu si không thông minh không khéo léo ấy không nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình. Bát tu. Hôm nay chủ ta thích món súp này hay món súp này chủ ta lấy ăn hay món súp này chủ ta dùng nhiều hay chủ ta tán thán món súp này. Hôm nay chủ ta thích món súp chua này hay món súp chua này chủ ta lấy ăn hay món súp chua này chủ ta dùng nhiều hay chủ ta tán thán món súp chua này. Hôm nay chủ ta thích món súp đắng này. Vân vân. Hay hôm nay chủ ta thích món súp cay này. Vân vân. Hay hôm nay chủ ta thích món súp ngọt này. Vân vân. Hay hôm nay chủ ta thích món súp vị kiềm này. Vân vân. Hay hôm nay chủ ta thích món súp không phải vị kiềm này. Vân vân. Hay hôm nay chủ ta thích món súp mặn này. Vân vân. Hay hôm nay chủ ta thích món súp không mặn này. Hay món súp không mặn này chủ ta lấy ăn. Hay món súp không mặn này chủ ta dùng nhiều. Hay chủ ta tán thán món súp không mặn này. Và này các tỷ kheo, người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nhận được đồ mặc, không nhận được lương bổng, không nhận được tiền thưởng. Vì sao? vì rằng này các tỷ kheo kẻ đầu bếp ngu si không thông minh không khéo léo ấy không nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình cũng vậy này các tỷ kheo ở đây có tỷ kheo ngu si không thông minh không khéo léo chú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời dầu vị ấy chú quán thân trên thân nhưng tâm không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận, vì ấy không học được tướng ấy, vân vân. Quán thọ trên các thọ, vân vân, quán tâm trên tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Dầu vị ấy chú quán pháp trên các pháp, nhưng tâm không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận vì ấy không học được tướng ấy này các tỷ kheo tỷ kheo ngu si không thông minh không khéo léo ấy không được lạc trú ngay trong hiện tại không được tỉnh giác vì sao vì rằng này các tỷ kheo tỷ kheo ngu si không thông minh không khéo léo ấy không học được tướng tâm của mình ví như này các tỷ kheo có người đầu bếp có trí thông minh, khéo léo, được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho các đại thần của vua, như súp chua, đắng, cay, ngọt, vị kiềm, không phải vị kiềm, vị mặn, không phải vị mặn. Này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí thông minh khéo léo ấy nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình. Hôm nay chủ ta thích món súp này hay Súp này chủ ta lấy ăn, hay món súp này chủ ta dùng nhiều, hay món súp này chủ ta tán thán, hay hôm nay chủ ta thích món súp chua này, hay món súp chua này chủ ta lấy ăn, hay món súp chua này chủ ta dùng nhiều, hay món súp chua này chủ ta tán thán. Hôm nay chủ ta thích món súp đắng này, vân vân hôm nay chủ ta thích món súp cay này vân vân hôm nay chủ ta thích món súp ngọt này vân vân hôm nay chủ ta thích món súp vị kiềm này vân vân hôm nay chủ ta thích món súp không phải vị kiềm này vân vân hôm nay chủ ta thích món súp vị mặn này vân vân hôm nay chủ ta thích món súp không mặn này hay món súp không mặn này chủ ta lấy ăn hay món súp không mặn này chủ ta dùng nhiều hay món súp không mặn này chủ ta tán thán. Này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí thông minh, khéo léo ấy, nhận được đồ mặc, nhận được lương bổng, nhận được tiền thưởng. Vì sao? Vì rằng này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí thông minh, khéo léo ấy, nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình cũng vậy, này các tỷ kheo. Ở đây, có tỷ kheo có trí, thông minh, khéo léo, chú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ấy chú, quán thân trên thân, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy, vân vân Quán thọ trên các thọ, vân vân Quán tâm trên tâm, vân vân quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ấy chú, quán pháp trên các pháp, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy. Này các tỷ kheo, tỷ kheo có trí thông minh khéo léo ấy, ngay trong hiện tại chứng được lạc chú, chứng được chánh niệm tỉnh giác. Vì sao vì rằng này các tỷ kheo, tỷ kheo có trí, thông minh, khéo léo ấy, học được tướng tâm của mình. chín La mã, kinh bệnh, ghi lana suta, 375. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại làng Beluva. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo, hãy đến, này các tỷ kheo hãy an cư vào mùa mưa xung quanh vesali chỗ nào có bạn bè có người quen biết sanditha có người thân thiết sambatta ở đây ta sẽ an cư mùa mưa tại làng beluva này thưa vâng bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn an cư mùa mưa xung quanh vesali tại chỗ có bạn bè có người quen biết có người thân thiết còn thế tôn thời an cư mùa mưa tại làng beluva trong khi thế tôn an cư mùa mưa một cơn bệnh trầm trọng khởi lên những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn ở đây thế tôn chánh niệm tỉnh giác không có than vãn rồi thế tôn suy nghĩ thật không tương xứng đối với ta nếu ta không báo trước các vị ủng hộ ta và không từ giã chúng tỉ kheo mà nhập niết bàn vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh này lưu giữ mạng hành jivita sankhara và sống rồi thế tôn với sức tinh tấn nhiếp phục trọng bệnh ấy lưu giữ mạng hành và sống rồi thế tôn thoát khỏi cơn bệnh thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu ngài đi ra khỏi nhà bệnh ngồi trên chỗ đã soạn sẵn trong bóng mát sau lưng ngôi nhà rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đành lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi một bên tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn con thấy thế tôn kham nhẫn bạch thế tôn con thấy thế tôn chịu đựng bạch thế tôn thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng Bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? Này Ananda, ta giảng Pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì rằng, này Ananda, đối với các Pháp, như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ là vị dẫn đầu chúng tỷ kheo hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng ta sẽ là vị dẫn đầu chúng tỷ kheo hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, bậc trưởng thượng, bậc trưởng lão, đã đạt đến đoạn cuối của đời, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thừng chẳng chịt. Cũng vậy, Thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thừng chằng chịt. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Và này Ananda, thế nào là tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, ở đây, tỷ kheo chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Quán thọ trên các thọ, vân vân, quán tâm trên tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Mười La Mã Kinh Chú Sứ Tỷ Kheo Ni Bi Khu bảy Sutta 376 Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đáp y cầm y bát đi đến một chú xứ của tỳ kheo ni sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn rồi một số đông tỷ kheo ni đến tôn giả ananda sau khi đến đành lễ tôn giả ananda rồi ngồi xuống một bên ngồi một bên các tỷ kheo ni ấy thưa với tôn giả ananda ở đây bạch thượng tòa ananda một số đông tỷ kheo ni sống khéo an chú tâm trên bốn niệm xứ đạt được sự rõ biết sampaja nantiti quảng đại trước sau thù thắng như vậy là phải này các đại tỷ như vậy là phải này các đại tỷ này các đại tỷ tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an chú trong bốn niệm xứ Vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại trước sau thủ thắng. Rồi tôn giả Ananda với bài pháp thoại, sau khi tuyên thuyết cho các tỷ kheo ni ấy, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau bữa ăn trên con đường trở về đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn. Ở đây, Bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đáp y cầm y bát, đi đến một chú xứ của tỷ Kheo Ni. Sau khi đến, con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Bạch Thế Tôn, một số đông tỷ Kheo Ni đi đến con. Sau khi đến, đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bạch Thế Tôn, các tỷ Kheo Ni ấy thưa với con. Ở đây, bạch thượng tọa Ananda, một số đông tỷ kheo ni sống khéo an chú tâm trên bốn niệm xứ, đạt được sự rõ biết quảng đại trước sau thủ thắng. Khi được nói vậy, bạch thế tôn, con nói với các tỷ kheo ni ấy, như vậy là phải, này các đại tỷ, như vậy là phải, này các đại tỷ, này các đại tỷ, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại trước sau thủ thắng như vậy là phải này ananda như vậy là phải này ananda này ananda tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại trước sau thủ thắng thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo sống, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy chú, quán thân trên thân, hoặc thân sở duyên, kara ramano, khởi lên, hoặc thân nhiệt não, Minh parilaho, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán, hướng ngoại. Bahida và Chít Tăng Vihipati. Do vậy, này Ananda, tỷ kheo cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tín. Pasa Danize Nimite Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tín, hân hoan, Pamozang thắng hỉ, xanh. Người có tâm hân hoan, hỉ xanh. Người có tâm hỉ, thân được khinh an. Người có tâm khinh an, lạc thọ xanh. Người có tâm lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ấy tư giác như sau. Mục đích mà ta hướng tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút lui khỏi đối tượng, tướng tịnh tín. Vị ấy rút lui, không tầm, không tứ. Vị ấy rõ biết, không tầm, không tứ, nội tâm tránh niệm, ta được an lạc. Lại nữa này Ananda, tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ, vân vân, sống quán tâm trên tâm, vân vân. Vị ấy sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy chú quán pháp trên các pháp, hoặc thân sở duyên khởi lên, hoặc thân nhiệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán hướng ngoại. Do vậy, này Ananda, tỷ kheo cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tín. Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tín, hân hoan xanh. Người có tâm hân hoan, hỷ xanh. Người có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có thân khinh an, lạc thọ xanh. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: Mục đích mà ta hướng tâm đến mục đích ấy đã đạt được nay ta rút lui khỏi đối tượng tướng tịnh tín vị ấy rút lui không tầm không tứ vị ấy rõ biết không tầm không tứ nội tâm chánh niệm ta được an lạc như vậy này ananda là sự tu tập về hướng tâm và này ananda thế nào là sự tu tập không có hướng tâm này ananda tỷ kheo với tâm không hướng ngoại, rõ biết, tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết, tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau, bát nhưng được giải thoát, không có hướng tâm. Rồi vị ấy rõ biết, ta chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, Tỷ kheo với tâm không hướng ngoại rõ biết tâm ta không hướng ngoại rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau nhưng được giải thoát không có hướng tâm rồi vị ấy rõ biết ta chú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm ta được an lạc này ananda tỷ kheo với tâm không hướng ngoại rõ biết, tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết, tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước, vân vân. Rồi vị ấy rõ biết, ta chú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo với tâm không hướng ngoại, vân vân. Rồi vị ấy rõ biết, ta chú quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm ta được an lạc như vậy này ananda là tu tập không có hướng tâm như vậy này ananda ta thuyết tu tập có hướng tâm ta thuyết tu tập không có hướng tâm những gì này ananda một bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử vì lòng từ mẫn khởi lên. Những việc ấy ta đã làm cho các ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có phóng giật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Thế tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời thế tôn dạy.